là khu du lịch trọng điểm của cả nước, thế nhưng mật độ cây xanh đô thị tại Sapa lại thuộc nhóm thấp nhất tỉnh. Để khắc phục thực trạng đó, thị xã đang tập trung các giải pháp để xanh hóa đô thị, hướng tới mục tiêu đô thị xanh phát triển bền vững. Sapa hiện chỉ có khoảng 800 cây xanh che bóng mát tại 6 phường nội thị. Để tạo cảnh quan đô thị, thị xã sử dụng các loại hoa chậu, hoa giỏ để trang trí trên các con đường, tuyến phố nội thị, tạo thêm không gian xanh thu hút du khách. Đây là giải pháp tình thế đối với những tuyến đường không còn không gian để trồng mới cây tạo bóng mát. Hiện nay thì toàn bộ các cái khu vực vỉa hè ở trên thị xã Sapa có rất là chật hẹp. Do vậy cái việc mà có thể trồng thêm cây thì đòi hỏi phải có những cái biện pháp kỹ thuật tương đối là mới. Ví dụ như là trồng trên hộc hoặc là trồng trên một số các cái ly chậu gì đó để nó đảm bảo được cây xanh có thể sinh trưởng phát triển trên vỉa hè. Theo định hướng tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa đến năm 2040, thị xã sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch các phân khu làm căn cứ thu hút đầu tư, thu hút các dự án tôn trọng địa hình và cảnh quan, hạn chế san gạt, tránh tác động làm biến dạng môi trường sinh thái tại địa phương. Trong dự án thì 18 hectare ấy, thì chỉ có một khu làm sẽ để làm cái khách sạn 5 sao thôi. Còn lại toàn bộ là sẽ giữ nguyên theo cái tự nhiên của địa hình cũng như là của thế đất. Đấy thì mục tiêu là như vậy, là giữ nguyên và phát triển thêm cái rừng thôi. Theo mục tiêu đề ra, thị xã phấn đấu đến năm 2030 sẽ đạt tiêu chí của đô thị loại 3. Trong đó, tỷ lệ cây xanh đô thị đạt từ 9 đến 11 mét vuông trên một người. Bên cạnh việc đầu tư về hạ tầng du lịch, thị xã đang nỗ lực tạo thêm nhiều không gian xanh để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo thêm cảnh quan để phát triển du lịch. Đối với các cái khu đô thị và các cái khu du lịch được đầu tư mới thì cũng đã thực hiện cái việc là đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng như cái việc là bổ sung cây xanh để đảm bảo theo cái tiêu chí Sapa xanh. Bên cạnh những dự án đầu tư hạ tầng, thị xã đang phát động hàng loạt các phong trào xã hội hóa các không gian xanh công cộng và khu vực kinh doanh dịch vụ, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sapa trở thành điểm du lịch xanh thân thiện với môi trường, góp phần phát triển du lịch bền vững.